Chào mừng các bạn đến với kênh Nhạc Online. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cách dưỡng ẩm và làm trắng da hiệu quả nhanh nhất chỉ bằng một nửa quả chuối. Cách làm trắng da. Một ngày nào đó, bỗng nhiên da mặt của bạn trở nên thô ráp, sần sùi, thậm chí là tấy đỏ, ngứa ngáy và rớm máu. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo làn da của bạn đang bị thiếu nước nghiêm trọng. Lúc này, bạn nên tìm cách cấp cứu và chăm sóc cho làn da của mình. Nếu không, da sẽ trở nên yếu và nhanh chóng bị lão hóa. Cùng với các phương pháp khác như là thoa kem dưỡng ẩm, chăm sóc da đúng cách, uống nước bổ sung, tẩy tế bào da chết cho da khô, thì việc đắp mặt nạ dưỡng ẩm da được làm từ những nguyên liệu tự nhiên cũng cực kỳ hữu hiệu. Rất nhiều bạn đã phải chi khá nhiều tiền để mua các loại kem dưỡng ẩm cao cấp hay là tới spa để cải thiện làn da khô ráp, mà không biết rằng ngay tại nhà bạn cũng có thể tự làm mặt nạ dưỡng ẩm cho da bằng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn với một chi phí rất rẻ. Hãy tham khảo và áp dụng ngay loại mặt nạ làm trắng da từ chuối được Đẹp Online chia sẻ dưới đây. Hiệu quả không thua kém gì mỹ phẩm đâu nhé. Nguyên liệu các bạn cần dùng. Thứ nhất là một nửa quả chuối chín. Quả chuối chứa nhiều dưỡng chất như vitamin A, B, C, E, kali có tác dụng chống nhăn, dưỡng ẩm và làm cho da tươi sáng hơn. Nguyên liệu thứ hai là mật ong nguyên chất. Sở hữu những khoáng chất vitamin có lợi cho da, mật ong mang trong mình bí kíp làm đẹp truyền từ xa xưa đến nay. Để bảo vệ cho làn da không bị khô vào mùa đông cũng như dưỡng ẩm cho da mềm mượt, sử dụng mật ong sẽ giúp bạn có được một làn da căng mịn không tì vết. Nguyên liệu thứ ba là hai viên nam vitamin E. Vitamin E, sản phẩm làm đẹp quen thuộc với những bạn nào có làn da khô, nhất là vào những ngày mùa đông lạnh giá. Với tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời của viên nam vitamin E, làn da của bạn sẽ tạm biệt những vấn đề như là bong chóc, khô, nứt nẻ, sần sùi, thiếu sức sống, xuất hiện các dấu hiệu lão hóa da. Như vậy, khỏi phải nói, các bạn cũng biết chuối, mật ong, vitamin E đều là những nguyên liệu nổi tiếng có tác dụng dưỡng ẩm cho da rồi đúng không nào? Không những vậy, khi đắp loại mặt nạ này, da bạn còn trắng khỏe hơn, tăng sức chịu đựng khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Cách thực hiện như sau. Chuối bạn sẽ bóc vỏ, sau đó thái nhỏ nó ra. Giờ chuẩn bị một cối xay sinh tố. Cho chuối đã thái nhỏ vào cối. Bạn cũng có thể cho thêm vào đây một chén nước lọc để dễ dàng xay hơn. Bạn mang chuối đi xay nhuyễn. Sau khi xay xong, bạn đổ chuối xay ra một cái bát sạch. Tiếp theo, bạn cho vào bát một thìa mật ong nguyên chất. Sau đó bạn trích dịch bên trong hai viên nam vitamin E cho vào bát. Cuối cùng thì dùng thìa trộn đều đến khi thu được bát hỗn hợp đồng nhất. Như vậy, đây chính là loại mặt nạ dưỡng ẩm làm trắng da từ chuối. Cách sử dụng hỗn hợp này như sau. Bước 1, bạn rửa mặt thật sạch với nước ấm. Bước 2, dùng thìa thoa đều hỗn hợp lên mặt. Sau đó, dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng cho da mặt, hỗ trợ hấp thu các dưỡng chất. Bước thứ 3, lưu hỗn hợp trên da khoảng 20 phút. Bước thứ 4, sau khoảng thời gian 20 phút, bạn rửa sạch lại mặt bằng nước lạnh để các lỗ chân lông được se khít hơn. Bạn nên áp dụng phương pháp này 3 lần một tuần và chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt của làn da. Với những nguyên liệu dễ tìm ngay trong bếp của bạn,
chắc chắn bạn sẽ làm ra được một loại mặt nạ giúp dưỡng ẩm da, làm trắng da hiệu quả. Kiên trì sử dụng loại mặt nạ từ chua chín, làn da của bạn sẽ luôn duy trì được độ ẩm. Bên cạnh đó, bạn còn được hưởng nhiều lợi ích từ loại mặt nạ này như chống lão hóa da, ngăn ngừa mụn. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh miễn phí để được chia sẻ những bí quyết làm việc hay hơn nữa. Chúc các bạn luôn thành công!